Hôm nay buổi live stream của chúng ta sẽ cũng sẽ là buổi live stream cuối cùng trong series live stream tiếp sức mùa thi của Dũng Modi. Hay. Và nội dung của buổi live stream ngày hôm nay thì chắc là mọi người cũng đã có nắm được rồi. Đấy là chúng ta sẽ đi về cái kỹ năng làm bài dạng môn đai số 5. Môn đai số 5 của N2 và N1. N2 và N1 mọi người nhé. Còn môn đai số 5 của N3 thì mọi người cũng đã nắm được qua những cái buổi live stream trước của thầy Dũng rồi đúng không ạ? Ok. Hay, vậy thì trước khi đi vào buổi live stream ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn một chút về các lớp mà Dũng Modi đang tổ chức nhé. Đầu tiên là lớp online VIP 15, chương trình thì từ 55 đến 58 buổi học trực tuyến này. Tùy vào từng cấp độ, tối đa sẽ là khoảng 17 bạn trên một lớp. Giáo viên sẽ là giáo viên của trung tâm với trình độ tối thiểu là N2, N1 và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Thời gian học thì các bạn có thể tham khảo ở trên này 24/6 nhé, hoặc cũng có thể là 3/5/7 vào khung giờ từ 19 đến 21 giờ, hoặc cũng có thể khung giờ sớm hơn là từ 18 đến 20 giờ cũng được mọi người nhé. Hai. Đối với lớp online VIP này thì các bạn sẽ được học trực tiếp cùng với giáo viên, sẽ có các cái bài test cho mình kiểm tra lại kiến thức này, được xem lại video sau buổi học này, rồi sẽ được học đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho kỳ thi. Có ưu điểm đấy là chúng ta sẽ được học lại miễn phí nếu các bạn thi không đỗ nhá. Quà tặng thì các bạn sẽ được tặng các đề thi các năm cùng với khóa học online thời hạn 6 tháng. Ok. Và dạng kiểu lớp học mà cái hình thức học thứ hai đấy là lớp học VIP 500 với cấp độ duy nhất ở đây là N1 mọi người nhé. Ngày khai giảng sẽ là 24/2/2025 với hình thức học cũng tương tự, đó là học trực tiếp qua Zoom vào 19 đến 21 giờ thứ 24/6. Giáo viên sẽ do cô Thanh và mình phụ trách, và một điểm quan trọng nữa đấy là các bạn vẫn sẽ được học lại nếu mà không đỗ. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với nội dung ngày hôm nay. Nội dung ngày hôm nay của chúng ta chính là nghe hiểu môn đai 5. Nghe hiểu môn đai số 5. Rồi, về phần nghe hiểu môn đai 5, nhớ là môn đai 5 của N2 và N1 mọi người nhé. Đây sẽ được cho là một cái môn đai khó nhất nhì. Tùy đánh giá của từng bạn, có thể là khó nhất hoặc có thể là khó nhì ở trong cái đề nghe hiểu của N2 hoặc là N1. Rồi. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái nội dung và cái hình thức ra đề của nó này. Ở cái môn đai số 5 này người ta sẽ có hai bài trên tổng là 3 câu hỏi. Được chưa? Hai bài trên tổng là 3 câu hỏi. Trước tiên là cả ở hai bài này nó đều vẫn sẽ có cái hình thức là câu hỏi người ta sẽ đưa ra sau, chứ người ta không đưa ra trước giống như là môn đai số 1, số 2 nữa. Nhá. Vậy thì cái dạng số 1 đó là gì? Là cái dạng mà sẽ không cho trước 4 đáp án. Tức là một trang giấy trắng giống như là môn đai số 3 ấy. Nhá. Còn dạng thứ hai là cái dạng người ta sẽ cho trước 4 đáp án. Nhưng mà 4 đáp án đấy nó chỉ là cái tên thôi mọi người. Nó chỉ là cái tên thôi, chứ nó không phải cái nội dung cụ thể giống như là cái môn đai số 1, số 2. Được chưa? Ok. Đấy là hai dạng của chúng ta. Được chưa? Hai dạng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi cụ thể hơn vào từng dạng một. Nhá, từng dạng một. Dạng đầu tiên này chính là cái câu đầu tiên, câu số 1 đấy, được chưa? Câu số 1 trong môn đai số 5. Đấy. Dạng này thì đầu tiên chúng ta sẽ nghe câu giải thích tình huống trước. Câu giải thích tình huống trước giống như là môn đai số 3 ấy mọi người. Nhá. Sau đấy chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện, một đoạn hội thoại giữa ba người luôn mọi người nhá. Ba người. Được chưa? Tức là hai người trở lên ấy, nhưng mà luôn luôn sẽ là ba người thôi, chứ không có 4, 5 người nào ở đây cả. Nhá, ba người, câu chuyện giữa ba người. Và việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải vừa nghe vừa nắm bắt xem người ta đang nói cái gì. Và quan trọng là chốt lại cuối cùng người ta sẽ chọn phương án nào. Luôn luôn người ta sẽ đưa ra bốn cái phương án gì đấy để cho chúng ta lựa chọn dựa vào cái câu hỏi người ta đưa ra cuối cùng á nhá. Tiếp theo, chúng ta sẽ được nghe câu hỏi và bốn cái lựa chọn, tức là bốn cái đáp án, và cuối cùng chúng ta sẽ lựa chọn câu trả lời đúng. Được chưa? Vậy thì ở cái dạng này chúng ta sẽ có những lưu ý như thế nào? Các bạn có thể nhìn vào đây. Ở cái dạng đầu tiên, chúng ta sẽ phải sắp xếp nội dung câu chuyện có 3 người đó. Đúng không? Có 3 người. Vậy thì cái lưu ý đầu tiên này, 4 cái đáp án của chúng ta, mặc dù là chúng ta chưa được nghe trước, chúng ta chưa được biết trước, nhưng chúng ta có thể xác định được là
những cái vấn đề hay là những cái phương án, những cái nội dung mà người ta liệt kê ra ấy, nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 cùng với đáp án. Tức là đáp án 1 người ta sẽ nhắc đến trước, đáp án 2, rồi 3, rồi 4. Và cuối cùng là người ta sẽ chốt xem là chọn phương án nào. Nhớ. Nên là trong quá trình các bạn nghe, các bạn cũng có thể hình dung ra được là à, cái nội dung đầu tiên, cái phương án đầu tiên này chính là cái nội dung của đáp án số 1 đấy. Được chưa? Và mình sẽ xác định luôn xem là cái nội dung, cái phương án, cái vấn đề đấy nó có phải là cái phương án mà người ta tán thành hay không tán thành, kiểu như vậy. Nó tương tự như môn này số 1, số 2 ấy mọi người. Rồi, tiếp theo, trong chúng ta sẽ xác định này, trong ba cái người này luôn luôn sẽ có hai người đóng vai trò là gì đấy? À đây, ngược rồi. Một người đóng vai trò là chủ chốt, tức là chốt vấn đề. Và hai người sẽ đóng vai trò là đưa ra, nêu ra phương án. Nhá, đa số sẽ là như vậy, phần lớn sẽ là như vậy. À, những cái năm gần đây thường sẽ ra theo cái dạng là có một cấp trên và hai nhân viên đang nói chuyện với nhau. Và thường là họ sẽ cùng nhau tìm ra một cái phương án để giải quyết cho một cái vấn đề gì đấy. Như kiểu là tăng doanh thu này, hay là tăng lượng người tham gia này, vân vân. Nhá. Thì cái người sếp luôn đóng vai trò là người chốt xem chọn phương án nào. Còn hai bạn nhân viên thì sẽ thay nhau đưa ra những cái gì đấy, những cái phương án để giải quyết vấn đề. Nhá, thì mình sẽ lưu ý này. Tiếp theo, ở cuối, câu cuối đúng không? Cái người chốt này này, cái người quan trọng, cái người sếp này, câu cuối người ta sẽ luôn luôn nói để chốt xem mà chọn phương án nào. Thì cái phương án chốt thực ra nó sẽ có hai cách để chốt vấn đề, tức là chốt xem chọn cái nào đấy. Một cách đầu tiên là người ta sẽ nêu ra cái đặc điểm của cái đáp án đấy, của cái phương án đấy. Chỉ nêu ra đặc điểm thôi chứ người ta không nói rõ cái tên của cái phương án đấy ra nha mọi người nhá. Và cái cách thứ hai ở đây là người ta sẽ gì đấy? Người ta sẽ sử dụng phương pháp loại trừ. Tức người ta sẽ bảo là à, cái này thì không được đâu, cái này thì thế này thì kia, thế thôi chúng ta hãy làm cái còn lại đi chẳng hạn. Người ta sẽ không nói rõ là chọn cái nào, mà người ta sử dụng phương pháp loại trừ, loại bỏ hết những cái đáp án không được kia, và à, thôi thế thì mình làm cái phương án còn lại nhỉ. Đấy, còn lại là cái nào chúng ta sẽ phải nắm được. Tiếp theo này, một cái từ khóa cần phải lưu ý ở cái bài đầu tiên của môn nai số 5 đấy là gì? Một cái từ khóa naruhodo, rất là hay gặp nhá. Naruhodo. Naruhodo thì nó là gì ạ? Thể hiện cái quan điểm là tán thành với đối phương, đúng không? Khi mà naruhodo này nó đứng một mình, hoặc là người ta sẽ đằng sau, người ta sẽ không có đế mộ, không có nhưng, không có thể hiện quan điểm không tán thành gì cả, thì thường là cái nội dung đấy nó sẽ trở thành đáp án, khả năng trở thành đáp án rất là cao nhá. Nhưng nếu naruhodo rồi và đằng sau người ta lại đế mộ, lại tha đà gì đó, đúng không? Thì chắc chắn chúng ta sẽ phải xem xét lại. Bởi vì là người ta chỉ tán thành một phần thôi, sau đấy người ta lại đưa ra quan điểm riêng, thì như vậy chúng ta sẽ chưa chốt được nhá. Và có một cái lưu ý khác nữa rất là thường hay gặp, đấy là cái trường hợp mà người ta đưa ra phương án ấy, thì những cái phương án mà tốn kém, đặc biệt là tốn kém về tiền bạc, về việc phải tuyển thêm nhân lực, rồi mất thời gian, công sức các thứ, thì thường sẽ không phải là cái đáp án thôi nhá. Thường người ta sẽ cố gắng ưu tiên chọn cái nào đấy không tốn kém này, không phải tăng nhân lực này. Tức là người ta sẽ cố gắng tận dụng cái nhân lực hiện tại, những cái gì đó đang có hiện tại, sắp xếp lại một chút thôi, làm được luôn, làm được nhanh thì người ta sẽ ưu tiên. Còn những cái nào mà phải mất thêm chi phí này, phải tuyển thêm người, tăng thêm nhân lực này, đấy rồi phải mất thời gian lâu ngày này, thì những cái đấy sẽ không phải là những cái đáp án ưu tiên của chúng ta. Được chưa? Thì đấy là một cái mẹo để các bạn có thể loại bỏ bớt đáp án nhá. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập với dạng bài đầu tiên luôn. Chúng ta có hai dạng bài và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập với dạng bài đầu tiên trước, đúng không ạ? Hay. Đầu tiên sẽ là đề N2. Câu số 1, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu nghe luôn nhá. デパートの会議で上司と社員2人が話しています。今日は屋上の活用方法について意見を聞きたいと思います。今はテーブルと椅子を置いて休憩場所として開放していますが、利用者が少ないのが現状です。もっと良い利用方法があればいいんですが。そうですね。この店は社会人やご高齢のお客様の割合が多いので、そういった方にゆっくりしてもらえるよう、緑あふれる明るい庭を作ってはどうですか？うん、明るい庭ね。私は子供の遊び場を作るのがいいと思います。ブランコなど公園にあるような遊び道具を置いて。うちは親子のお客様の割合が少ないですから、
遊び場目当てでそういった方に来てもらえるようになると売り上げにつながりますし。私は今来てくださっているお客様を大切にしたいと思いますが。あ、カフェを作るのはどうですか？青空の下で飲むコーヒーは格別ですよ。なるほど。悪くはないと思いますが、やっぱり子供を連れたお客様を呼び込めるような活用の仕方がいいんじゃないでしょうか。ライバル店では週末アニメのイベントを開催したりしてますよね。うちも家族で楽しめるイベントを行ってはどうですか？どれもいい案だと思いますが、そうですね。定期的にイベントを企画、実行するのはスタッフの負担が大きすぎますね。それから12階のレストラン街にはテラスからの眺めを売りにした店がありますから、同じようなことをするのもね。今回は親子連れのお客様の呼び込みが期待できそうなさっきの案やってみましょう。屋上を活用するためにどうすることにしましたか？1、明るい雰囲気の庭を作る。2、子供の遊び場を作る。3、カフェを開く。4、家族向けのイベントを開催する。OK. Mọi người đã nghe được nội dung của bài này chưa ạ? Mọi người có thể comment đáp án đúng này và nội dung của đáp án đó nhá. Hoặc là mọi người có thể comment được ra những cái lưu ý, những cái mà các bạn đã có thể áp dụng được. Ví dụ như cái nào là cái mà mình đã sử dụng được phương pháp để có thể loại trừ được nó ra chẳng hạn này. Thì mình cũng có thể comment nhá. Đấy. Các bạn sẽ chọn được đáp án số mấy nhỉ? Có bạn Lệnh chọn đáp án số 4. Chúng ta còn chưa biết đáp án số 4 là gì luôn đúng không? Các bạn nào chọn đáp án khác không nhỉ? Chưa nghe được thì mọi người hoàn toàn có thể chọn theo tâm linh nhá. Bảo Long chọn 4 luôn, hai bạn chọn 4 rồi. Có bạn nào có câu trả lời khác không? Có lựa chọn khác không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau vừa xem vừa check xem là đáp án của mọi người đã ok chưa nhá. Đầu tiên câu tình huống này, Departo no kaigi de jōshi no shāin 2 ga hanashite masu. Ở trong một cuộc họp của một cái trung tâm mua sắm nào đấy. Departo. Thì người ta có làm sao nhỉ? Người ta có một sếp và hai nhân viên đang nói chuyện với nhau. Rồi, vậy thì ở đây có một sếp này, hai nhân viên, nam và nữ, đúng không? Thực ra là khi mà nghe chúng ta sẽ không biết ai là sếp, ai là nhân viên. Nhưng mà nghe cái câu chuyện, cái cách nói chuyện chúng ta cũng sẽ đoán được thôi, đúng không? Đầu tiên, hôm nay thì anh muốn nghe, đúng không? Nghe ý kiến về cái phương pháp tận dụng cái tầng thượng. Tận dụng cái tầng thượng. Đấy. Bây giờ thì chúng ta làm sao? Bây giờ thì chúng ta đang đặt bàn và ghế để đặt bàn và ghế và mở cửa để mọi người sử dụng nó xem như là một cái nơi để nghỉ ngơi, để giải lao các thứ đấy, đúng không? Rồi Di Thịnh 4 này, Linh Sàng cũng 4 này, ok. Thế nhưng mà hiện trạng, đúng không? Tình trạng thì là cái số lượng người sử dụng rất là ít. Thế nên là không biết là có cái phương pháp sử dụng hay là tận dụng nào nó tốt hơn hay không? Ý là như vậy. Rồi, thì đấy là cái người cấp trên đang đưa ra vấn đề. Và lần lượt các bạn nhân viên sẽ đưa ra các phương án, đúng không? Bạn nam nhân viên bảo là, cửa hàng của chúng ta, đúng không? Cửa hàng của chúng ta bây giờ thì phần lớn cái tỷ lệ khách đều là những người đi làm hay là những người cao tuổi. Đấy, thế nên là em nghĩ là mình có thể... Chúng ta có thể làm một khu vườn sáng sủa, tràn ngập màu xanh, đúng không? Để cho những người như thế, tức là những cái người khách như này này, họ có thể gọi là thong thả tận hưởng, đúng không? Rồi, ok. Akarui, nhìn vào nhé. Thì xác nhận lại thôi, chứ chưa
bày tỏ quan điểm là có đồng ý hay là không, đúng không? Rồi bạn nhân viên nữ thì nói tiếp là em thì nghĩ là mình nên làm một cái nơi vui chơi cho trẻ con. Đó. Ví dụ như là những cái xích đu này, các thứ có ở những cái đồ chơi gì đấy, đúng không? Mà người ta hay để ở công viên chẳng hạn ấy. Cửa hàng chúng ta thì có rất là ít lượng khách là nhỉ? À, trẻ con và phụ huynh. Đấy, ý là người lớn hay là trẻ con dẫn nhau đến cái cửa hàng của chúng ta rất là ít, đúng không? Thế nên là nếu mà mình làm được cái nơi vui chơi như thế thì em nghĩ là sẽ có thể gọi là kéo được những cái lượng khách, những cái đối tượng khách như vậy và cũng có thể giúp tăng được cái doanh thu lên. Đúng chưa? Rồi, đấy là hai phương án. Chúng ta thấy có hai phương án rồi nhá. Mọi người có thấy là nó đang, đây này, nó đang rất là tương xứng đúng không? 1 với 2 ở đây đúng không? Tương xứng với đáp án số 1, số 2. Rồi, ok. Tiếp theo, bạn nam nhân viên nói tiếp là em thì lại nghĩ là mình nên gọi là chú trọng hơn, coi trọng hơn vào những cái lượng khách mà hiện tại đang đến với chúng ta. Tức là nên tập trung để phục vụ cho những cái lượng khách hiện tại. Đó, đúng không? À, hay là chúng ta làm một quán cà phê thì sao? Đấy. Cà phê uống dưới một bầu trời xanh, đúng không? Uống cà phê dưới bầu trời xanh thì nó cũng là một cái gì đấy rất là khác biệt. À, naruhoto. Tạm thời ở đấy, tạm thời ở đấy đúng không? Tiếp, bạn là nhân viên nữ lại bảo là em nghĩ là cũng không tệ đâu. Thế nhưng mà quả nhiên là những cái hoạt động giúp thu hút những cái khách hàng dẫn thêm em nhỏ, dẫn thêm trẻ con đến chẳng phải là tốt hay sao? Các cửa hàng đối thủ thì người ta cũng rất là hay tổ chức những cái sự kiện về hoạt hình vào cuối tuần. Đấy. Hay là cửa hàng chúng ta đúng không? Ngược lại nào. Rồi, hay là cửa hàng chúng ta cũng sẽ tổ chức những cái sự kiện. Như vậy thì sao? Đấy là cái phương án số 4 đúng không? Đây là số 3 này. Đây là số 4. Đó. Và cuối cùng cái người chốt, đây cái người sếp là người ta sẽ chốt vấn đề này. Doremo ii an da to omoimasu ga. Anh nghĩ là, chị nghĩ là cái nào cũng là phương án tốt. Thì đây chính là biểu hiện của việc là người này đang chuẩn bị chốt phương án đấy. Đúng chưa? Chị nghĩ là cái nào cũng là một cái phương án rất là tốt. Cái việc mà lên kế hoạch tổ chức những cái sự kiện định kỳ ấy, thì nó sẽ gây rất là nhiều những cái áp lực gánh nặng cho nhân viên. Đúng không? Thì cái này chắc chắn là làm sao? Loại bỏ rồi. Đó. Đúng không? Tổ chức sự kiện là loại bỏ rồi này. Tiếp theo. Và cái việc mà ở cái thành phố gì đó ở tầng 12 đúng không? Thì người ta cũng đã có những cái cửa hàng mà người ta bán gì đó ở trên tầng thượng, vừa ăn uống và vừa ngắm nhìn thành phố rồi đúng không? Nên là nếu mà chúng ta có làm cái tương tự thì cũng ở đây luôn luôn đi với nai là không ok. Thì cái này cái số 3 cũng làm sao? Cũng loại bỏ nhá. Cuối cùng thì người ta chốt này, lần này thì có vẻ là có thể kỳ vọng được cái việc là thu hút khách hàng người ta dẫn theo con nhỏ đến. Nên là chúng ta hãy làm thử cái phương án vừa nãy đi. Người ta chốt rất là rõ ràng mà không hề ai mai tí nào cả. Đúng không? Chốt rất là rõ ràng. Lần này chúng ta sẽ có thể kỳ vọng được vào cái việc là người lớn người ta dẫn theo trẻ con đi. Vậy thì cái phương án dẫn theo trẻ con chính là cái phương án số mấy đấy? Số 2. Đúng không? Phương án số 2. Đó. Làm một cái nơi vui chơi cho trẻ em. Người ta hướng đến cái việc là tăng doanh thu, không tốn kém. Được chưa nào? Ok. Rồi, đấy là câu đầu tiên nhá. Câu đầu tiên. Bốn bạn để cho đáp án số 4. Làm event tổ à? Người ta lại bỏ mà, đúng không mọi người? Đây này. Người ta có nhắc đến event tổ ở đây. Người ta nhắc rõ ràng đến cái từ event tổ ở đây. Thì thường nó sẽ không đúng đâu. Người ta sẽ không nhắc đến cái từ khóa trong đáp án này ở trong câu chốt đâu mọi người ạ. Người ta nhắc đến là nhắc đến để loại thôi. Chứ người ta không nhắc đến để chọn đáp án đâu. Nhớ, mà người ta sẽ chỉ nêu đặc điểm này. Đúng không? Oyako zure. Còn ở đây là kodomo no asobi ba o tsukuru. Nó liên quan thôi. Chứ nó sẽ không nói trực tiếp dùng ngay cái từ khóa ở trên trong đáp án này để đưa vào cái câu chốt cuối cùng. Đấy cũng là một cách để các bạn loại bỏ đáp án. Nhớ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển luôn sang câu số 2. Mọi người hãy thử ở câu này nhé. 地域の合唱サークルのリーダーとメンバーが話しています。最近あまり熱心に練習していない人が多いって一部のメンバーから苦情が出てるんですよ。
長くやってる人が多いから緊張感がなくなってきてるのかもしれませんね。よく知ってる歌を歌うことが多いですし。そうですね。活動場所を時々変えてみませんか？ちょっと大きめのホールとかに。多少使用料は上がりますが、音の響きもいいそうですよ。そうね。舞台に立ってる感じになるね。今使ってる市民センター、3ヶ月後まで予約してあるから、その後からは時々変えてみましょうか。ええ。あと、他の合唱サークルと合同練習を計画してみるとか。刺激になって練習に身が入るかもしれません。なるほど。一緒にやってくれるサークルを探すのが大変ね。何か目標みたいなものを立てるのはどうですか？今までやってなかったけど、コンサートを企画して私たちの歌を聴いてもらう機会を作るとか。そうね。または今までよりちょっと難しい曲にチャレンジするだけでもいいと思います。頑張ろうって気持ちが起きるんじゃないですか？コンサートはメンバーのやる気は出そうですが、準備が大変ですよね。曲なら今度の練習からでも取り入れられそうですが。そうね。コンサートは一度みんなに相談してみましょう。練習の場所を変えるにしても少し先のことになりそうだから、すぐ始められることからやってみましょう。このサークルではまず何をすることにしましたか？1、練習する場所を変える。2、他のサークルと合同で練習する。3、コンサートを企画する。4、難しい曲にチャレンジする。OK. Các bạn đã đưa ra được lựa chọn của mình chưa? Cứ để ý vào bốn cái nội dung, bốn cái phương án mà người ta đưa ra, đúng không? Quan trọng là câu cuối người ta chốt cái gì. Và để mà chốt được thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải biết được cái đặc điểm của nó nữa. Đúng không? Đây. Mình thử nhìn câu chốt trước nha mọi người nhá. Nhìn câu chốt trước này. Concerto wa ichido minna ni soudan shite mimashou. Về cái concerto ấy, cái này là cái số 3 này. Thì mình thấy concerto ở câu chốt rồi thì nó có đúng không mọi người? Đúng không? Không đúng. Đem vào để lừa mọi người á nhá. Về cái concerto thì tôi sẽ thử trao đổi lại với mọi người trong group đúng không? Một lần nữa. Đó. Còn dù là có thay đổi cái địa điểm luyện tập đâu đây. Phương án số 1 cũng nhắc đến cái tên của đáp án số 1 luôn, loại bỏ được chưa? Loại bỏ nhá. Dù có nhắc đến dù là có thay đổi địa điểm luyện tập đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là skoshi saki no koto. Saki đây không phải là trước mà nó là sau nha mọi người nhá. Đừng bị nó lừa cái từ saki này nhá. Rồi thì nó cũng phải để sau. Trước đấy người ta cũng có nói rồi. Trước đấy người ta cũng có nói là phải, ý là cái chỗ địa điểm luyện tập này thì người ta đã có đặt đến tận tháng mấy rồi ấy, nên bây giờ vẫn chưa đổi luôn được. Đúng không? Tức phải để sau mới đổi được. Vậy thì sugu hajime dareru koto kara yatte mimashou. Chúng ta sẽ làm cái gì mà có thể bắt đầu được luôn ấy. Chỉ mỗi một cái câu chốt này thôi, mỗi cái câu cuối này thôi mà mình đã có thể loại được hai đáp án rồi. Đúng không? Loại được hai đáp án rồi. Tỷ lệ đúng của chúng ta có 50-50. Đấy. Được chưa? Còn cái phương án số 2 là gì? Hoka no sakuru to godo de denshu suru. Tức là mình sẽ hợp tác với những cái câu lạc bộ khác, cái nhóm khác để cùng nhau luyện tập, để tăng cái sự căng thẳng, kích thích, để mọi người có động lực luyện tập hơn. Đúng không? Đây. Rồi. Đây đúng không? Hoka no gassho sakuru to godo denshu wo keikaku shite miru to ka 刺激になって練習に身に入るかもしれません。Khi mà chúng ta lên kế hoạch luyện tập cùng với những cái nhóm khác đúng không? Thì có thể là sẽ tạo ra được những cái kích thích và mọi người sẽ tập trung hơn vào cái việc luyện tập. Đấy, thế nhưng mà gì đấy? 一緒にやってくれるサークルを探すのが大変。大変だね。大変ね。Khó để tìm được.
thì nó có sư gự được luôn không? Không, đúng không? Rồi những cái mà cứ thấy ừ cái đấy thì tai hên nhỉ, cái này thì tai hên nhỉ, những cái đấy nó sẽ thường nó sẽ không được ưu tiên. Nhưng chúng ta vẫn phải nghe cái câu chốt cuối cùng xem là người ta sẽ lựa chọn là mất cái này được cái kia hay như thế nào nhá. Đó, được chưa ạ? Nên là câu này chúng ta sẽ có đáp án số 4 nhá, chính là thách thức hay là thử thách với những cái ca khúc mà nó khó hơn. Chọn ca khúc khó thì chọn một phát là được luôn mà, đúng không? Đâu cần phải mất thời gian hay là như thế nào đâu, cũng không có tai hên gì cả. Đó, nhá. Rồi, đấy là câu số 2 của chúng ta. Mọi người đã nắm được cách làm của cái dạng này chưa ạ? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái dạng tiếp theo, dạng số 2 của bài môn của môn đai số 5. Dạng số 2 thì nó sẽ khó hơn một chút bởi vì là nó sẽ có đến tận 2 câu chuyện chúng ta cần phải nghe. Đầu tiên chúng ta vẫn sẽ nghe câu tình huống này. Tình huống sẽ chỉ đơn giản là trên TV có một người nào đấy đang nói, hoặc trên TV có một người nào đấy đang nói về cái gì đấy. Thế thôi, đúng không? Sau khi nghe câu tình huống xong, chúng ta sẽ nghe 2 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất luôn luôn là một người đang giải thích về 4 cái gì đấy, 4 khóa học, 4 cái điện thoại, vân vân. Sau đó câu chuyện thứ hai sẽ là đoạn hội thoại giữa nam và nữ, để chúng ta sẽ cần phải nghe xem là bạn nam sẽ chọn cái gì và bạn nữ sẽ chọn cái gì nhá. Số 3. Sau khi nghe xong 2 câu chuyện, chúng ta sẽ được nghe 2 câu hỏi. Đó, 2 câu hỏi. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lựa chọn đáp án. 4 đáp án thì đã được in sẵn ở trên đề rồi, nhưng nó chỉ là cái tên thôi. Chúng ta sẽ phải lựa chọn được xem là chọn đáp án nào nhá. Rồi, vậy thì lưu ý của nó là gì? Rồi, ok. Cái đầu tiên đấy là ở dạng số 2 của môn đai số 5 này thì chúng ta bắt buộc phải memo mọi người ạ. Môn đai trước nó dài, các bạn có thể memo hoặc không memo cũng được, chúng ta vẫn có khả năng tổng hợp thông tin được. Đấy, nhưng ở cái dạng số 2 này chúng ta sẽ phải memo. Tại vì nó có 2 đoạn hội thoại lận và những cái đặc điểm nhỏ ấy, thì chúng ta không thể nào mà nhớ hết được. Lát nữa nghe xong chúng ta sẽ quên hết, không nhớ nó có đặc điểm gì để mà so sánh. Thế nên là chúng ta sẽ cần phải memo này. Thứ nhất, memo nội dung của 2 đoạn. 2 đoạn luôn nhá. 2 đoạn văn. Đó. Đấy là cái trước tiên này. Và tiếp theo, memo xong cái này, chúng ta đừng dừng lại để chọn đáp án vội, bởi vì chúng ta đã biết câu hỏi là gì đâu. Các bạn sẽ phải nghe và memo đến cả câu hỏi. Câu hỏi này nhá. Memo 2 câu hỏi, xem câu 1 hỏi cái gì, câu 2 hỏi cái gì. Memo xong hết 2 câu hỏi thì chúng ta bắt đầu mới quay lại để sắp xếp lại thông tin mà vừa nãy chúng ta memo và lựa chọn đáp án. Tránh cái trường hợp là các bạn không nghe câu hỏi rồi đến lúc không biết người ta hỏi cái gì, không biết hỏi nam trước hay nữ trước. Đó, rất là đáng tiếc. Đấy là lưu ý đầu tiên. Thứ hai, cái việc mà chúng ta memo ấy, trước tiên là các bạn sẽ được memo lên trên cái tờ đề thi người ta phát nhá. Và memo, các bạn sẽ memo bằng bất cứ cái ký tự, cái ký hiệu, cái ngôn ngữ nào mà các bạn có thể hiểu được. Đó, tiếng Việt cũng được. Còn nếu mà mình dịch được sang tiếng Việt mình memo thì càng tốt. Nếu không thì các bạn memo bằng Romaji luôn mọi người nhá. Các bạn nghe thấy cái từ độc cai chẳng hạn, các bạn không biết độc cai là gì, các bạn viết Romaji ra, đúng không? Romaji chắc chắn mình viết được. Hay là Hiragana cũng được. Cái nào nảy xấu trong đầu trước thì mình sẽ viết bằng cái đấy. Được chưa? Cố gắng là mình memo thì mình sẽ phải hiểu. Chứ memo xong lát đọc không, tự mình cũng không hiểu thì sẽ gặp khó khăn nha. Và cuối cùng là có một cái lưu ý nhỏ là cái trong cái câu chuyện thứ hai ấy, thì chúng ta sẽ cần phải memo đến tận cuối cùng, tức là nghe đến cuối. Đừng thấy người ta bảo là đầu tiên là tôi chốt cái này mà mình sẽ lựa chọn luôn. Nó sẽ thường sẽ có những cái trường hợp mà kiểu quay xe ấy, thường nó sẽ chỉ có một người chốt nhanh thôi, còn một người sẽ hơi lòng vòng một tí thì tớ thì muốn cái này đấy, thế nhưng mà có nhưng mà thì nó sẽ không phải là cái phương án đấy nữa, mà nó sẽ là phải là cái nội dung ở đằng sau của nó. Nên hãy thật là lưu ý vào những cái liên kết nghịch mọi người nhá. Liên kết nghịch chính là cái demo, shikashi, tada vân vân á. Thế chưa nào? Rồi, ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Được chưa? Đây, ở trên đề của chúng ta sẽ có hình thức như thế này. Shitsumon 1 và shitsumon 2. Câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 người ta cho trước nội dung, người ta cho trước 4 đáp án là koza 1, koza 2, koza 3 và koza 4. Đấy, nhá. Thì chúng ta sẽ memo ngay sang bên cạnh này. Đọc đến đâu memo đến đấy. Đọc đến đâu memo đến đấy. Được chưa ạ? Hãy bắt đầu luôn mọi người nhá. 市民センターで女の人がカルチャー講座の説明をしています。
来月から新しく始まる講座を4つご紹介します。まず講座1。この講座では、ボールペンや鉛筆で美しい字が書けるようになることを目指します。講師が丁寧に指導しますよ。講座には、ファッションの色使い、服、靴、カバンの上手な組み合わせを学んで、ファッション感覚を磨きましょう。講座3は、着物教室。着物の選び方、着方はもちろん、着物から洋服への変化の歴史や、和室でのマナーなども学びます。最後の講座4は、海外旅行のための英会話教室。生の英語をたくさん聞いて、語学力をしっかり伸ばします。へえ、いろんな講座があるんだね。どれか受講してみたいな。僕、字が下手だし、字が上手になれるのがいいかな。でも、今って何でも携帯とかパソコンで書くでしょ？大して役に立たないかもしれないよ。まあ、そうだね。マリコさんは何か良さそうなのあった？来年留学するって言ってたから、語学の講座？それは向こうに行ってから学べるし、ここでしなくてもいいよ。それより、留学先で自分の国のことをちゃんと話せるように、何か日本の文化とか作法が学べる講座があるといいなって思ってたんだ。ちょうどいいのがあったけど、でも話聞いてるうちにおしゃれについて学べるのもいいかなって。僕は服装に自信ないからそれにするよ。そっか。私は二つのうちどっちにするか迷うけど、留学に備えられる方にする。質問1。男の人はどの講座に申し込むと言っていますか？質問2。女の人はどの講座に申し込むと言っていますか？ OK。Bây giờ sẽ là thời gian các bạn sắp xếp lại thông tin và lựa chọn đáp án nhé. Các bạn sẽ dựa vào những cái phần memo của mình, sau đó sắp xếp lại thông tin. Xem là bạn nữ nói gì, bạn nam nói gì. Các bạn ấy sẽ có mong muốn lựa chọn cái khô ra cái khóa học như thế nào. Ok. Thường thì cái sau khi kết thúc cái câu này thì sẽ là cái thời gian người ta thu bài ấy. Người ta sẽ để cho mình khoảng tầm 2 phút gì đấy để mọi người sẽ sắp xếp lại thông tin và người ta sẽ bắt đầu thông báo về cái việc là sẽ thu bài. Đó, và người ta sẽ đi thu bài dần thôi. Chúng ta trong cái thời gian đấy thì chúng ta sẽ tận dụng để sắp xếp lại thông tin và lựa chọn đáp án nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem nội dung đầu tiên này. Ở đây là ở một cái Shimin Center có một người phụ nữ đang giải thích về những cái khóa học về văn hóa, đúng không? Karucha là văn hóa nhá. Vậy thì mình sẽ nhìn luôn vào đây. Đấy. Mazu kozaichi. Cái khóa học số 1. Khóa học số 1 thì có đặc điểm gì? Ở cái khóa học này thì người ta sẽ làm sao? Sẽ hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể viết chữ đẹp. Chữ đẹp này. Đấy, bằng bút chì, bút bi gì đó. Đấy, viết chữ đẹp nhá. Người ta sẽ chỉ dạy một cách rất là như nào đấy? Rất là thê nhẹ, rất là cẩn thận. Rồi, đấy là cô gia số 1. Cô gia số 2 chúng ta có gì ạ? Cô gia số 2 thì nó sẽ là cái cách kiểu dạng phối màu thời trang ấy, đúng không? Đây, fashion, thời trang này, fashion, đúng không? Rồi liên quan đến quần áo, giày dép, kabang này. Đấy, phối hợp. Kiểu chúng ta sẽ phối quần áo, giày dép làm sao cho nó thời trang, cho nó đẹp ấy. Được chưa? Tiếp, cái cô gia số 3 chúng ta có gì? Liên quan đến kimono kyoshitsu. Là cái lớp học mặc kimono. Đúng chưa? À, ngoài cách lựa chọn kimono này, thì người ta còn có cái gì đấy? Có giới thiệu về lịch sử này. Lịch sử của sự biến hóa giữa trang phục kimono sang trang phục châu Âu, đúng không? Yoku. Đấy. Rồi, và người ta sẽ được học những cái mana, quy tắc, lề thói ở trong những cái phòng kiểu Nhật. Đi vào thì như thế nào, ngồi như thế nào, đúng không? Và cuối cùng, cái cô gia cuối cùng của chúng ta thì là gì? Là
海外旅行の英語会話。Tức là học tiếng Anh để mà đi du lịch nước ngoài. Đúng không? Đấy. Thì chúng ta sẽ nâng cao được cái khả năng ngoại ngữ. Đấy là các cái nội dung ở trong bốn cái khóa học của chúng ta. Vậy thì ngay sau đấy chúng ta sẽ cùng nhau xem là hai cái bạn nam và nữ thì đang trao đổi với nhau xem là các bạn lựa chọn những cái gì, đúng không? Ừ, có nhiều khóa học nhỉ. À, tớ muốn đăng ký thử một cái gì đấy. Tớ thì chữ xấu nên là tớ muốn là chữ tớ sẽ đẹp hơn. Chữ thì đang nói về đáp án số 1. Các bạn có thể tích vào đáp án số 1, nói memo lại là otoko vào đấy. Được chưa? Nhưng mình sẽ phải nghe tiếp xem là có chốt được không. Demo. Thấy demo một cái thấy bắt đầu quay xe rồi, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ thì mình có thể viết bằng điện thoại, bằng máy tính các thứ hết rồi mà. Nên là taishite yakuni tatanai kamoshirenai yo. Tôi nghĩ là nó sẽ không có ích lắm đâu. Ừ, đúng nhỉ. Ừ, đúng nhỉ. Tức là đã chọn được đáp án số 1 chưa? Bạn nam chưa chốt được đáp án số 1, đúng không? Rồi, tiếp theo bạn nam lại hỏi ngược lại bạn nữ. Ơ, thế thì cậu thấy cái nào sẽ ok? Năm sau cậu đi du học, đúng không? Nên là chắc là cậu sẽ chọn cái khóa học về ngôn ngữ à? Ngôn ngữ là cái số 4 tiếng Anh á, đúng không? Đi du học. Thì bạn nữ bảo là tớ gì đấy? Sore wa mukou ni itte manaberu shi. Tức là cái đấy thì sang đấy rồi học cũng được. Nên là không cần phải học ở đây. Tức là bạn ấy đã loại trừ cái đáp án số 4 rồi, đúng không? Hơn thế, đây cũng là một cái từ khóa rất là quan trọng. Hơn thế, đúng không? Nội dung đằng sau nó sẽ quan trọng hơn. Thì 留学先で留学先で自分の国のことをちゃんと話せるように何か日本の文化とか作法が学べる講座があるといいなって思ってたんです。 Tức là tớ muốn học một cái gì đó về văn hóa của Nhật hay là về những cái quy tắc lề thói của Nhật để sang cái nơi du học ấy, thì tớ có thể nói chuyện với mọi người, kể với mọi người về những cái câu chuyện của đất nước mình, đúng không? Rồi, đâu rồi? Đây. Chodo i no ga atta kedo. À, cũng có cái khóa học như thế đấy. Thế nhưng mà hanashi o kiteru uchi ni oshare ni tsuite manaberu no mo ii na tte. Thế nhưng mà tớ cũng thấy là cái khóa học mà ngồi nghe về phối đồ thời trang ấy, nó cũng rất là hay, đúng không? Rồi, vẫn đang phân vân giữa hai cái, một cái là học tiếng Anh và một cái là học về phối đồ quần áo. Rồi, bạn nam bảo là tớ thì cũng không có tự tin về trang phục nên là tớ sẽ chọn cái đấy. Khẳng định luôn, tớ sẽ chọn cái đấy. Bạn này sẽ chọn về quần áo, đúng không? Phối đồ, đúng không? Rồi, bạn nữ bảo là thế à? Tớ thì trong hai cái tớ cũng có phân vân đấy, đúng không? Tớ cũng có phân vân. Ừ, nhưng mà thôi, tớ sẽ chọn cái nào mà có thể chuẩn bị được cho cái việc đi du học này này. Đây, đúng không? Rồi, mọi người có chọn được đáp án chưa ạ? Thế nên là chúng ta sẽ có bạn nam chọn số 2 liên quan đến việc phối đồ. Bạn nữ thì sẽ chọn số 3 liên quan đến cái lớp học mà dạy về những cái lễ nghi hay là cái cách mặc kimono, đúng không? Nhá, chúng ta sẽ có đáp án là 2 và 3. 2 và 3. Các bạn có chọn đúng câu này không ạ? Rồi, 2 và 4 à. 2, 4 à. Ok. Cái 4 chỉ là cái đầu tiên bạn ý. Cái đầu tiên là cái bạn nam bạn ý đề xuất thôi, đúng không? Chứ không phải là cái bạn nữ bạn ý nói. Nhá. Hay, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu luyện tập thứ 2. Thử giúp ở câu này nha mọi người nhá. ラジオで男の人が話しています。緑公園では、綺麗で過ごしやすい公園を目指して、様々な作業をしてくださるボランティアの方を募集します。作業の内容によって、4つのグループに分かれています。グループ1は、花壇の手入れをします。主に種をまいたり、草取りをしたりします。グループ2は、木の手入れをします。 木の名前を書く板の作成や取り付けなどしていただきます。経験者の方には枝を切る作業もお願いする予定です。グループ3は公園内のゴミ拾いや落ち葉掃きなどの清掃が主な作業です。グループ4は公園で行う自然体験教室の手伝いで、小学生向けの自然観察会やミニ工作にアシスタントとして参加していただきます。 各グループの活動日や時間など、詳細はホームページをご覧ください。
あの公園、いつも綺麗なのはボランティアの人たちのおかげなんだね。私たちもやってみない？うん、いいね。私、子供が好きだから自然体験教室に参加したいけど、工作苦手なんだよね。マサオさんは器用だし、工作とかも得意じゃない？自分がするのは好きだけど、子供相手はちょっとな。それより、この間テレビで植木職人のドキュメンタリーを見て面白いと思ったんだ。名前とかも覚えられるし、そのグループがいいな。私はいつも見てるあの綺麗な花壇に何かの形で関わりたいな。それにしよった。いいんじゃない？掃除は苦手だよね。ひどい。質問1。男の人はどのグループのボランティアをしたいと言っていますか？質問2。女の人はどのグループのボランティアをしたいと言っていますか？ OK. Mọi người có memo được câu này không ạ? 4 nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Các bạn hãy sắp xếp lại thông tin và đưa ra đáp án của mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nội dung này. Ở trên đài đúng không? Có một người đàn ông đang nói gì đấy. Chúng ta chỉ quan tâm xem người ta nói về bốn cái gì. Nhóm đầu tiên, nhóm số 1 này. Nhóm số 1 sẽ là cái katan. Katan là cái những cái gì ta? Những cái chậu hoa. Chậu hoa. Tức là cái việc chăm sóc những cái chậu hoa, đúng không? Chủ yếu là sẽ gieo hạt rồi dọn cỏ các thứ. Đấy. Tiếp nhóm thứ hai sẽ là cái gì ạ? Nhóm thứ hai là chăm sóc cây. Được chưa? Chăm sóc cây. Thì cụ thể là các bạn ấy sẽ làm những cái bảng để ghi tên của các loại cây rồi gắn lên. Đúng không? Những cái người mà có kinh nghiệm ấy thì dự định chúng tôi dự định là sẽ nhờ mọi người cắt cả cành cây nữa. Đấy, cắt cành cây. Nhá. Tiếp nhóm số 3. Nhóm số 3 thì là cái việc nhặt rác. Đúng không? Hoặc là quét lá rụng ở trong công viên. Tức là về cụ thể là cái việc xê xộ dọn dẹp đấy. Đúng không? Nhóm số 4 là gì đấy? Vẫn ở trong công viên. Thì sẽ là cái việc làm hỗ trợ các bạn học sinh tiểu học. Đúng không? Trải nghiệm ở trong công viên. Hoặc là làm những cái mini kosaku, cái thủ công ấy mọi người. Đấy, mini kosaku desu ne. Rồi. Mọi người, cuối cùng cái câu cuối cùng mình không cần quan tâm đâu. Chỉ là mọi người hãy tham gia và lựa chọn và tham gia thôi, đúng không? Ok, tiếp theo câu chuyện giữa hai bạn nam và nữ. Bạn nữ thì bảo là cái công viên đó thì nhờ có những cái người tình nguyện viên nên lúc nào nó cũng sạch đẹp nhỉ. Tớ cũng muốn gì đấy. À, chúng ta cũng làm, cũng tham gia thử cái gì đó đi. Ừ, được, đúng không? Sau đó bạn nữ nhắc luôn đến cái kodomo. Tớ thì thích trẻ con ấy. Nên là tớ cũng muốn tham gia cái lớp học trải nghiệm thiên nhiên kia. Nhưng có kề đồ rồi thì nó còn đúng được không mọi người? Không đúng nữa, phát sự luôn. Nhá. Nhưng mà tớ lại hơi kém cái khoản làm thủ công. Mà sao rằng thì rất là khéo tay nên là chắc là cậu sẽ giỏi làm cái khoản thủ công nhỉ? Thì bạn nam bảo là tớ tự làm thì còn được. Chứ nếu mà bảo là làm cùng các bạn nhỏ thì chốt tổ. Tức là hai bạn này đều loại bỏ được cái đáp án về trẻ con là cái số 4 ấy phải, đúng không? Rồi, hơn thế, số đê yô đi. Cứ sau cái này nó sẽ là cái nội dung quan trọng hơn cái đằng trước nhé. Số đê yô đi, gần đây đúng không? Tớ có xem một cái chương trình gọi là phóng sự về những cái người nghệ nhân trồng cây các thứ trên TV ấy. Đấy, và tớ cảm thấy nó rất là thú vị. Và lại còn có thể nhớ được cả tên của cây nữa. Nên là tớ thấy là cái nhóm đấy ok. Liên quan đến cây nhá. Cây là cái nào thì vừa nãy chúng ta đã memo được rồi, đúng không? Rồi bạn nữ bảo là tớ thì thường xuyên gì đấy. Itsumo miteru ano kirei na kata ni nani ka
một katachi de kakawaretai na. Nghĩa là tớ muốn làm một cái gì đó liên quan đến những cái chậu hoa mà tớ thường hay ngắm nghía ấy, đúng không? Sore ni shiyou to omou. Tớ nghĩ là tớ sẽ chọn cái đấy. Rồi bạn nam có bảo là ừ được mà. Cậu thì chắc là không giỏi khoản dọn dẹp nhỉ? Và cuối cùng bạn nữ à, thì thôi. Ý là cậu quá đáng đấy. Được chưa? Vậy thì chúng ta quay lại. Đây. Đúng không? Cây, bạn nam chọn cây là ở nhóm số 2. Bạn nữ chọn cái việc gì ấy nhỉ? Hoa, kata thì nó là số 1. Còn bạn nữ không giỏi việc soji thì nó chính là số 3. Thì mình loại bỏ đúng không? Hai bạn đều loại bỏ liên quan đến trẻ con là số 4. Thì số 4 cũng loại bỏ. Đó. Chỉ cần chúng ta memo được những cái nội dung cơ bản thôi là chúng ta đã có thể lựa chọn được đáp án rồi. Bạn nam chọn số 2 nhé, liên quan đến cây nhé. Được chưa? Còn bạn nữ chọn số 1 liên quan đến hoa. Đó. Được chưa? Ok. Các bạn có làm đúng nhiều không? 21, đúng rồi đó. 21 nhá. Linh chọn 31 à? 3, 3 là cái nào ta? 3 là soji hả? Không có. Bạn nam không hề nhắc đến soji luôn. Bạn chỉ bảo là bạn nữ thì kém, không giỏi việc soji nhỉ thôi. Đúng không? 2 và 1 đúng rồi này. 21, ok. Được chưa nhỉ? Hay. Và đây là những cái lưu ý và những cái cách mà chúng ta sẽ làm cái dạng môn này số 5 của N2 và N1 nói chung luôn nhé mọi người nhá. Hy vọng là buổi thi, ngày thi chủ nhật tuần tới các bạn sẽ làm bài thật là tốt và sẽ có được đạt được cái số điểm mà các bạn mong muốn. Tại đây thì mình cũng sẽ xin chúc tất cả các bạn sẽ có một cái kỳ thi thật là thành công, kết quả thật là tốt nhá. Hay, ok, bye bye mọi người. Kadesama.